Hello, xin chào quý khách hàng thân yêu của Enica Việt Nam. Khải rất vui khi được gặp lại quý khách hàng trong chương trình giới thiệu xe lần này. Vâng, quý vị và cũng đã biết rồi, Enica Việt Nam là một đơn vị lớn nhất ở Việt Nam kinh doanh xe cũ. Và điều đặc biệt khi quý vị và các bạn mua xe tại Enica sẽ được hoàn lại tiền 100% trong vòng 7 ngày nếu mà quý vị và các bạn phát hiện ra 5 tiêu chí vàng mà Enica vi phạm. Enica Việt Nam là đơn vị duy nhất tại Việt Nam kinh doanh xe cũ có bảo hành từ 3 tháng đến 6 tháng. Ngày hôm nay thì Khải xin làm báo giá giới thiệu các mẫu xe trong khoảng ngân sách từ 300 đến 400 triệu đồng. Với khoảng ngân sách đó thì các bạn có những lựa chọn nào? Vâng, mẫu xe đầu tiên Khải muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đến từ thương hiệu Ford, một thương hiệu rất nổi tiếng của xe Mỹ. Vâng, đó chính là Ford Fiesta, động cơ 1.0 EcoBoost được sản xuất năm 2016. Mẫu xe này là biển Hà Nội nhá và đã chạy được 42.000 cây rồi. Vâng, thưa các bạn, ngoài động cơ 1.0 EcoBoost ra thì Enica còn có động cơ 1.5 phiên bản Titanium kiểu dáng sedan màu trắng. Chiếc xe này nó rất là đặc biệt bởi vì chủ xe đã lên bộ ăn ợp rồi, màn hình Android và cảm biến áp suất lốp. Có cả đời 2017 cũng màu trắng biển thành phố Hà Nội. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lên cam 360 rồi. Chiếc xe cuối cùng đến từ thương hiệu Ford cũng là Fiesta, động cơ EcoBoost 1.0 được sản xuất năm 2016, biển thành phố, hồ sơ cầm tay rồi. Và mẫu xe đứng bên cạnh Khải đây là VinFast Fadil bản Plus được sản xuất năm 2020. Mẫu xe này đã chạy được 22.000 cây rồi. Ngoài mẫu xe Fadil màu đỏ này ra, Enica còn một bản cao cấp hơn nữa, đó chính là bản Premium cũng được sản xuất năm 2020, màu xanh nhé các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, một mẫu xe đứng đầu trong phân khúc hạng B được trang bị về option an toàn. Vâng, đó chính là Mazda 2 được sản xuất năm 2019 và đây là phiên bản Luxury. Mẫu xe này đã chạy được 35.000 cây rồi. Ngoài màu trắng này ra thì Enica còn có một phiên bản cũng giống như thế này, cũng Luxury 2019 và màu nâu. Mazda 2 Enica đang có, đó là phiên bản sedan 2016 màu trắng biển thành phố, hồ sơ cầm tay rồi. Mẫu xe đó đã chạy được 67.000 cây. Thì mẫu xe đó thì biển thành phố, thì chúng ta sang tên về Hà Nội chúng ta cũng sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển đâu. Nhỏ nhưng mà có võ, đó chính là Kia Morning. Vâng, và mẫu xe Khải muốn giới thiệu tiếp theo đó là Kia Morning phiên bản S Luxury được sản xuất năm 2019. Mẫu xe này đã chạy được 28.000 cây rồi. Và đây là phiên bản cao cấp nên là xe được trang bị là hai túi khí và bộ ghế da thể thao rất là cao cấp. Ngoài màu trắng này ra thì Enica còn có màu đỏ, chất xe cũng chạy được hơn 3 vạn một chút rồi. Các bạn hãy tham khảo mẫu xe Kia Morning phiên bản S Luxury nhé. Vâng, thưa các bạn, một mẫu xe hatchback hạng B cực kỳ là độc và lạ và rất là hiếm trên thị trường, đó chính là Vulcan Polo, một thương hiệu xe, một tập đoàn sản xuất xe nổi tiếng nhất ở trên thế giới. Vâng, đây là mẫu Polo 1.6 AT được sản xuất năm 2016. Mẫu xe này thì nhập nguyên chiếc Ấn Độ nha các bạn nhé. Gầm bệ, khung gầm cực kỳ là chắc chắn luôn. Và mẫu xe này có một điều đặc biệt, đó chính là biển số của nó là biển Hà Nội và biển cũng khá là đẹp. Vâng, thưa các bạn, với trong khoảng ngân sách từ 300 đến 400, các bạn cứ nghĩ rằng mình chỉ mua được những mẫu xe đời nó thấp thôi. Nhưng không nhá, Mitsubishi Attra siêu lướt 2021, mẫu xe này mới chỉ chạy được có hơn 2 vạn thôi. Nó còn rất rất là mới, thậm chí là đây nó là phiên bản GLS số tự động rồi nhá. Đây là một mẫu xe dành cho phái đẹp, đó chính là Yaris phiên bản G 2015, nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Mẫu xe này hiện tại đang đeo biển Hà Nội nhá, và nó nằm trong tầm giá từ khoảng 300 đến 400 triệu đồng thôi. Ngoài màu trắng ra, Enica còn có Yaris cũng phiên bản G nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, màu bạc, được sản xuất năm 2014. Mẫu xe đó cũng biển Hà Nội và biển cũng khá là đẹp nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, một mẫu xe hạng C nhá mà chưa đến 300 triệu đồng đâu, có cả cửa sổ trời, có cả điều hòa tự động nhá. Vâng, đó chính là Mazda 3 đời 2009, biển Hà Nội, tư nhân một chủ từ đầu. Và biển này vẫn còn là biển 4 số nhé các bạn nhé. Chưa đến 300 triệu đồng, Mazda 3 2009. Ngoài màu đen này ra thì Enica còn có một màu khác, đó chính là màu đỏ đời cao hơn một chút, đời 2010, cũng biển Hà Nội, giá chỉ hơn 300 một chút thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tất cả các xe Enica bày bán đều được quy trình kiểm tra rất là nghiêm ngặt, 143 hạng mục và cam kết 5 tiêu chí vàng tại Enica Việt Nam. Hệ thống khung gầm nguyên bản, động cơ nguyên bản, hộp số nguyên bản, xe không thủy kích ngập nước và hồ sơ pháp lý an toàn. Các bạn quan tâm đến mẫu xe nào xin mời hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline mà chúng tôi để bên dưới góc phải màn hình, hoặc có thể đến Enica để trải nghiệm xem thực tế các mẫu xe đó nhé. Một lần nữa Khải xin cảm ơn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại.